Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh của mình. Và với kinh nghiệm là 3 năm học sinh của trường Nguyễn Khuyến thì hôm nay mình sẽ ở đây và chia sẻ tất cả các thông tin về chuyện học, chuyện ăn ở, chuyện sinh hoạt và các luật lệ ở trường Nguyễn Khuyến ở đây như thế nào. Và nếu bạn đang có hứng thú về việc bạn có muốn vào trường Nguyễn Khuyến hay không, hoặc là trường ở đây sinh hoạt và sống như thế nào, thì bingo, đây sẽ là video dành cho các bạn đấy. Ok, còn chần chờ gì nữa, let's go. Tiết truy bài
một tiết mà các bạn chỉ có đặt chân ở trường Nguyễn Khuyến thôi. À, học ở trường này nhờ có tiết thi bài đó mà các bạn sẽ không cần phải lo kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút nữa, mà thay vào đó thì mỗi ngày các bạn sẽ đều được kiểm tra. Khi học ở đây thì các bạn sẽ có hai cuốn vở gọi là bắt buộc, là một cuốn gọi là cuốn báo bài, cuốn thứ hai gọi là cuốn truy bài. Cuốn báo bài là cuốn để thầy cô giao bài tập và lớp phó sẽ ghi ra trên nhiệm vụ học tập tối nay của bạn là gì trên cuốn đó, và rồi sáng mai thầy cô sẽ kiểm tra trên đâu, kiểm tra vào buổi truy bài. Các thầy cô sẽ cho đề làm. Và với truy bài này thì thầy cô chấm luôn nha. Thầy cô chấm bài đấy. Nói tới chuyện chấm bài thì nếu các bạn mà sai, không học tốt qua, không học bài, hôm nay không truy bài được thì hình phạt sẽ là trích phạt. Yes. Nó đấy. Các bạn sẽ không còn phải lo kiểm tra miệng, không còn phải lo kiểm tra giấy 15 phút. Nhưng các bạn có biết truy bài. Và lúc này đây thì cái tiết gọi là thần thánh có thể cứu rỗi cuộc sống của các bạn, đó chính là tiết chào cờ. Rồi ngày nào mà có tiết chào cờ nó thiệt sự rất là vui luôn á. Lỡ mà trời mưa phát là xác định luôn, kiểu sáng ví dụ sáng thứ hai sẽ truy bài và sáng thứ hai mình sẽ chào cờ. Vậy mà thế là bởi vì xác định là sáng thứ hai sẽ chào cờ nên là mình đâu có học bài để truy bài đâu. Nhưng một chuyện xảy ra là sáng mai trời nó mưa đeo liền. Đó chính là một chuyện hoàn toàn không biết nói lại thì tiết chào cờ. Nên là trước khi mà gọi là các bạn hãy ăn ở tốt vào, và trước khi mà thứ hai thì các bạn nhớ cầu nguyện là trời đừng có mưa vào thứ hai nhé. Mưa ngày nào cũng được, chứ mưa vào thứ hai là các bạn sẽ truy bài đấy, hơi bị căng đấy. Ok, đó là một chuyện. Và ở đây thì các bạn sẽ con lớp học theo năng lực thì thứ hai là các bạn sẽ được thầy cô truy bài, nên là cái tiến độ học tập của các bạn sẽ được thầy cô gọi là theo dõi sát sao. Bạn mà lỡ sa sút một phát là thầy cô sẽ quay lại hỏi bạn và tâm sự với bạn kiểu giờ này sao, tại sao lại học như vậy, nên là các bạn cứ lo về chuyện học tập. Ở đây thực sự rất thầy cô rất là quan tâm tới các bạn luôn á. À, điều tiếp theo về chuyện học tập ở trường Nguyễn Khuyến đó chính là bởi vì vô trường này có thế mạnh là các môn tự nhiên, nó là các môn toán lý hóa văn anh, năm môn ấy, nên là kiểu khi mà các bạn học trường này nè thì thầy cô sẽ tập trung vào năm môn đó là chủ yếu, nên là các bạn sẽ nhẹ hơn trường khác một xí, mình nghĩ là vậy. Kiểu như các môn sử địa gì đó thì sẽ nhẹ hơn. Vô trường này thì các bạn sẽ chủ yếu là để luyện thi đại học cho các khối A, A1, B gì đó. Và môn văn thì tất nhiên cũng không phải là thế mạnh của trường, nên khi bạn vô đây thì thế mạnh của trường là các môn tự nhiên, nên là các bạn sẽ được học nhẹ các môn xã hội hơn. Nên là các bạn mà nếu có thi định thi vào khối môn xã hội mà vào học trường này thì cam go đấy. Đó, đó là chuyện học ở trường. À, nói tới chuyện thi cử ở trường này như thế nào. Ở trường này thì thi cử gọi là có một lợi thế luyện thi, để luyện thi cho các bạn đi học đại học á, là trường sẽ tổ chức các kỳ thi luôn á. Kiểu như là khi thay vì kiểm tra, thường thường các bạn ở trường ngoài là kiểm tra định kỳ, cuối kỳ hoặc là 45 phút gì đấy thì trường sẽ kiểm tra tập trung đúng không? Nhưng mà ở trường này thì bình thường luôn, cứ cách khoảng 2 tuần một lần thì bạn sẽ có một bài kiểm tra định kỳ các bạn môn như là toán lý hóa văn anh này đó. Sinh thì các bạn sẽ được chia phòng ra,
và làm trên giấy kiểu như trên giấy thi luôn á, thì các bạn sẽ được làm quen với lại áp lực phòng thi như thế nào, kiểu thầy cô sẽ có canh giám thị canh, hai giám thị canh luôn, và kiểu phát đề ra theo mã số nữa, thì như vậy các bạn sẽ có thể làm quen được phòng thi hơn. Nên là cho tới khi mà các bạn đi thi á, kiểu giống như đi vô bước vào phòng thi cảm giác rất là bình thường vậy đó, cũng có hơi run nhưng mà cảm giác nó vẫn quen hơn. Thì đây là một điểm mạnh của trường, một lợi thế và khi học trường này các bạn sẽ có được. Và một điều đặc biệt khác của trường này nữa chính là tiết đọc sách. Ôi, gọi là kiểu mình lần đầu tiên mình vào một trường mà mình biết có tiết đọc sách luôn á. Kiểu nhà trường dành cho các bạn 2 tiết để có thể mượn sách từ thư viện lên để đọc. Ồ, hơi bị sướng. Thì giờ này thì tùy mọi người có thể làm gì cũng được, đọc